xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu út phương nam, rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương nam vui lắm mà nghe. Chờ hoài không thấy ra, ai ơi có nợ tôi thì trả, tôi đang chờ từng đêm ngóng mong chờ. Nhà có đang mà, nhà có đang mà. Trời ơi, vô đây ám tôi chi vậy? Thấy đâu mà dịch Tết nhất tới nơi rồi sao ơi? Từ ngoài kia tôi thấy là mai nó đỡ quá trời luôn rồi. Gì đâu mà mặt buồn ho vậy? Với tôi bây giờ Tết hay xuân gì nó cũng vậy thôi. Mà tôi nói thiệt á, không có tiền á, Tết thì nó cũng buồn. Mà có tiền hay không có tiền gì, ngày Tết nó còn hơn ngày thường nữa. Trời ơi sao ơi, bây giờ nè, Tết tới nơi rồi nè, có tiền hay không có tiền thì để qua Tết rồi mình tính. Chơi đây mà ngồi than chi cho nó mệt vậy trời. Qua Tết rồi tính, rồi bây giờ tiền đâu tôi ăn Tết. Để đó đi, bây giờ là tôi kiếm mà cái gì đó rồi cùng nhắn Tết cũng vui vậy. À, cho ly cà phê đá được không? Đó, là vui thấy không? Không bán. Dạ. Yeah. Vô đây ủng hộ quán nha. Ủng hộ. Ủng hộ á. Trời ơi, uống cà phê thì toàn ký sổ nợ. Ủng hộ cái chỗ nào? Cái này quê thiệt à? Cái này quê thiệt á. Biết quê. Sao không biết quê trời? Trời ơi, tôi bán cái ly cà phê mà từ lúc nó có 8.000, bây giờ cái ly cà phê của tôi nó 15.000, anh còn chưa trả nữa mà. Đê, bà đừng có giỡn nghe. Mấy lần trước là tôi có trả nghe, tôi có trả đàng hoàng, tôi trả. Bây giờ có muốn coi sổ không? Tôi đem sổ ra coi liền nè, ha. Mà tôi nói thiệt á, riết rồi tôi bán hàng cho anh, tôi có cảm giác giống như là tôi cúng cô hồn, cho nên tôi gặp anh cũng đừng đòi. Cái này quê thiệt nè, cái này quê thiệt á. Quê thiệt không? Quê thiệt á nha. Quê thiệt thì trả nợ đi ha. Nha bà đừng có nói tùm lum mất uy tín tôi nha. Bây giờ tôi kéo khách cho bà cho. Bà yên tâm đi. Khách đâu? Khách đâu? Chú hai! Chú hai ơi! Chú hai ơi! Đó, đó, đó. Có khách rồi nè. Bà đừng làm tôi mất mặt nữa nha. Hey. Dạ, chú hai. Chú hai. Hãy cứ tao hả? Dạ. Trời ơi, con thấy trời nắng quá trời luôn nè. À, con mời chú hai vô uống miếng nước cho vui. Chú hai ngồi, chú hai. Ủa quán sao có hai đứa bay vậy? Quán khách đông quá. Ủa chú hai đi mua nếp hả? Ừ, mua nếp vừa gói bánh. Trời ơi, mua đi sớm vậy. Trời ơi, phải chuẩn bị trước chứ mày, Tết nhất tới nơi rồi. Dạ dạ dạ, cho hai ly cà phê đi Sáu ơi. Chú hai ngồi uống nước chú hai. Hai trả tiền. Con dễ con mời. Cái nào phải hỏi trước mà. Dạ. Trời, buổi giờ không tin nào hết đó. Dạo này con doanh nhân thành đạt, con buôn bán đồ cổ. Chú đất ơi, dạ. Buôn bán đồ cổ hả? Dạ. Làm cái đó mau giàu lắm nghe. Tháng con kiếm có mấy trăm à. Mấy trăm triệu hả? Dạ, tháng kiếm mấy trăm. Quý thần thiên địa ơi. Bà phải biết làm cái đó nghe. Phải con mắt mình phải biết nhìn đồ cổ nghe. Chứ bây giờ đó ba cái đồ đó ta hay làm giả lắm nghe mày. Dạ đúng rồi, con phải học người ta biết bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ mới con mới ra làm điên cái chứ. Vậy đó hả? Dạ. Con mời chú hai. Ừ. Ủa sao ông làm đồ cổ hồi nào mà tôi không biết gì cả? Tôi cái tính tôi không khoe khoang sao ơi, tôi không thích khoe khoang chứ trời, mình làm ăn. Dạ. Mày nói vậy chứ mình có tiền á, mình cũng phải nói cho người ta biết chứ. Để người ta không biết, ta nghĩ mình nghèo, ta nghĩ mình thiếu nợ tùm lum tà la nữa, mất công mất uy tín mình. Ai đồn ác mờ bác Mỹ chú hai? Trời đất ơi, thì trong cái xóm này có mấy mẹ thằng bà nhiều chuyện đây chứ ai?
tối ngày nó bàn mày cái này mắc nợ mắc nần bỏ xứ đi tùm lum tà la, giờ ta làm ăn đồ cổ rồi chứ. Trời ơi, con bây giờ là con đi làm ăn xa. Chỉ có những cái mà phi vụ nó lớn rồi con mới đời mượn đồ này chút rồi kia chút để mà con đắp vô con làm cho nó lớn để mà có thêm thu nhập thôi, chứ ai mà đi mà mượn tiền ai mà đồn từ bảy bà mấy bà mấy gì ở đây sao nhiều chuyện quá cái xứ gì chứ kỳ. Chú Hai. Dạ chú Hai, chú Hai ở chơi con đi mua chút đồ. À, Phật ơi, quán xá rồi tự nhiên khách ta ngồi đây rồi chủ quán rồi đi mua chút đồ rồi bỏ đây ai coi. Trời ơi, cái quán của con nó đâu có gì đâu chú Hai, với lại á con cũng ế lắm, không có chú Hai ngồi chơi con đi chút con về liền nha chú Hai. Tao không có chịu trách nhiệm nghe lẹ. Sao đi lẹ đi để chở nó dẹp. Tao nói như vậy nè ba, cái vụ mượn tiền mượn bạc đó, tao nói ai làm ăn lớn á cũng có thiếu nợ hết trơn á. Dạ. Phải mượn vốn này kia dây đừng mà làm ăn. Dạ. Có lãi thì mình trả lời người ta. Đúng rồi. Nhưng mà làm gì, giới thiệu cho ông tài nhà chú á, nó đi làm kiếm tiền coi. Chú yên tâm, trời ơi bà con láng giềng không à, để có gì là con tìm cách là con dẫn tài theo cha. Dạ. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Sáu rồi cô Sáu. Ủa chú Hai, chú Hai uống nước hả? Cô cho tôi hỏi thăm chút nha. Ờ, tôi hỏi thăm con hả? Ừ. Dạ chú Hai hỏi đi. Hôm nay đó cô Sáu có thấy thằng Hiền nó xuất hiện ở đây không? Ông Hiền hả? Ừ. Không, mà con nói thiệt nha, con thấy ông cũng mừng muốn chết á, tự nhiên ông qua đây làm chi? Mà chú Hai kiếm ông làm gì vậy? Tôi nói thiệt cô, bữa ở quán cô nè cũng ngồi nói chuyện làm ăn với nó, tôi cũng cho nó mượn chút đỉnh tiền, nó hứa vài bữa nó trả, mà tới nay có thấy nó mặt mày gì nó đâu. Trời ơi, biết chú Hai nghĩ sao mà chú Hai cho ông mượn tiền. Con nói thiệt chú Hai nha, ông tới đây nè, ông uống nước con thôi á, mấy năm không có tiền trả, mà nghĩ sao chú Hai cho mượn tiền vậy? Nó lấy hàng mà nó kẹt tiền quá đi, tôi thấy vậy tôi cho nó mượn, nó nói vài bữa nó trả, mà tới nay rồi nó trốn mất biệt, tôi kiếm nát nước hết trơn, không biết nó trốn ở cái lỗ nào không biết. Mà bây giờ ổng trả tiền chú Hai chưa? Trả rồi, tôi kiếm nó làm chi. Ờ ha. Ủa mà chú Hai ngộ quá à. Chú Hai đi kiếm ổng thì chú Hai qua nhà ổng, chứ tự nhiên kiếm ổng rồi qua quán con làm chi. Ở nhà nó mới về nè, một ngày qua thăm nó hai lần, có gặp mặt mày gì nó đâu. Ủa, con mới thấy ổng nói chuyện với thím Hai luôn á. Cái gì? Nó nói chuyện với vợ tôi hả? Dạ. Nó nói gì bả vậy trời? Ôi, sao con biết được. Mà có chuyện gì không chú Hai? Tiền tôi cho nó mượn đó là tiền riêng của tôi giấu bả. Bả mà biết được một cái là chết tôi liền đó. Vậy bây giờ tôi phải đi kiếm nó mới được. Chừng nào con có gặp nó nhớ điện cho tôi hay nghe. Dạ dạ chú Hai yên tâm. Nhớ nghe cô Sáu. Dạ dạ dạ. Trời, mới thấy quán bà Sáu sao tự nhiên đứng đây trời. Quỷ thần thiên dạ. Địa ơi, mày tới số mày với tao rồi. Dù gì vậy ha? Tao đi kiếm mày đỏ đồng ở chân, từ chân trời gốc biển tao cũng kiếm mày, mà mày trốn ở cái lỗ nào vậy Hiền hả? Con có trốn chú đâu. Sao mày không trốn? Một ngày tao qua thăm viếng mày hai lần, có gặp mặt mày gì mày đâu. Tao hỏi hết cái xóm này nè, không ai biết mày đi đâu hết đó. Mày nói với tao đó, mày mượn tiền mai mày trả, là mày biết bữa nay bao nhiêu cái mai chưa? Con à. Thì ra bữa nay đem tiền tới nhà trả chú phải không? Vậy chú hiểu lầm. Chú hiểu lầm con thôi, chú xin lỗi con nghe. Không ngờ con tốt quá đem tiền tới nhà trả chú nghe. Thôi vậy cảm ơn con nghe. Vậy đêm nay chú ngủ ngon rồi đó. Không ngờ ngủ không được tưởng tiêu rồi chứ. À, thôi về ha, về khỏe con ơi. Hôm nay coi vậy cũng dễ thương nha. Ông Hai. Cái gì hết hồn hết vía. Tết nhất tới nơi rồi, đi đâu từ sớm ơi tới giờ tìm hoài không thấy vậy? Tôi đi đánh cờ với cha chính bệnh á. Rồi mà cha đánh cho thua hoài, rồi cha xin đánh thêm rồi tôi cũng quên giờ giấc đi. Bởi vì tao nói nhiều khi có cái chuyện gì mà tao nó gấp tìm ông khó ghê là khó. Ủa bà có chuyện gì bà cứ sai tôi đi. Thôi sai biểu gì nữa. Thằng Hiền nó qua đây kiếm bà. Chứ gì nữa.
Nó mới qua đây tức thời nó kiếm tôi nè. Đây hồi chiều gặp nó bên quán của bà Sáu. Kia nó nói là nó mượn tiền tôi. Nhưng mà tôi nói thôi để tôi về tôi hỏi ý ông cái. Rút cuộc te rẹt về nhà có thấy ông đâu, tìm cung hết trơn á. Chưa gì nhỏ dí qua tới nơi nó mượn tiền rồi. Ủa rồi bà có cho nó mượn không? Ông nghĩ sao? Nếu như ông thì ông nghĩ sao? Thôi chứ tôi cũng mừng à. Tưởng bà cho nó mượn là tiêu luôn à. Ý là tôi hỏi làm sao mà ông nghĩ là tôi không cho nó mượn? Ủa gì đâu tự nhiên nhìn. Ủa gì mà ủa? Thì bây giờ tôi hỏi ông nè, tôi về tôi tìm ông không có để tôi hỏi ý. Mà nó qua tới nơi rồi, không lẽ giờ nó nói trời ơi con hai ơi con bệnh quá, mà con không có tiền con đi khám, không lẽ giờ tôi dửng dưng trước cái sống với cái chết của nó sao? Phải cho nó mượn tiền đi khám bệnh tết nhất tới nơi rồi, tội nghiệp lắm. Trời thần, thánh thần tiên địa ơi. Vậy là bà cho nó mượn tiền hả? Chứ không lẽ không. Rồi thôi coi như xong. Đó, nó mà bệnh hoạn cái gì, nó mạnh như trâu. Ủa? Bệnh cái gì mà bệnh đâu. Ủa, sao nó nói nó bệnh rồi, nó không có tiền đi khám, không biết nó bệnh gì rồi. Nó qua đây nó lừa bà đó. Bệnh hoạn gì? Ủa? Nó mượn tiền của tôi nè, tôi kiếm nó cả tháng nay đó, có gặp nó đâu. Ủa, nó mới đi đào đi vô mà nó không gặp. Thì bây giờ bữa nay mới gặp nó nè. Rồi sao, nó nói gì với ông không? Nó nói nó bệnh sao không? Nhiều khi nó kẹt quá nó mới mượn sao? Bệnh cái gì? Thì nó trả tiền tôi chứ sao? Nó trả tiền cho ông. Ừ. Nó mượn tiền ông. Rồi xong vậy qua mượn tiền tôi. Rồi nó trả cho ông. Ủa vậy là tiền này tiền của tôi. Đúng không? Tiền của bà. Tôi nghĩ vậy đó. Phải không? Nó thiếu tiền tôi. Ừ. Rồi nó qua đây nó mượn bà. Ừ. Nó trả lại cho tôi. Phải không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà ông lấy từ nó hả? Ừ. Ủa lấy gì nó đi khám bệnh? Bệnh hoạn gì đâu. Ủa vậy nó không bệnh hả? Ủa sao nó mượn tiền? Thì nó lừa ba mà. Ủa nó lừa tôi hả? Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao tôi ngu vậy? Tiền của tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, cái thằng trời đánh thánh năm này hết biết nó thiệt chứ. Ủa nhưng mà giờ tết nhất tới rồi nó mượn tiền rồi khi nào nó trả ta? Chừng nào nó trả? Ừ. Tiền của tôi nè nó mượn ra, nó hẹn lần hẹn lượt mà biết bao nhiêu lâu chưa? Mà đòi được nó chẳng ai lại khổ. Rồi bây giờ bà đưa cho nó mượn nữa. Trời ơi cái thằng nó quá trời quá đất rồi. Không được. Tôi thà tôi giúp người, chứ tôi không bao giờ để người lường gạt tôi. Bây giờ khuya rồi, ngày mai đi tôi với ông qua nhà trực chỉ trước nhà nó. Đợi tới chừng nào nó trả tiền thì thôi. Nếu mà nó không trả, chờ tới khi nào không trả tôi với ông ăn tết nó bệnh luôn cũng được. Cũng may đó là tôi lấy được cái khúc này nè nha. Còn không đó, tiền của tôi với tiền của bà đó, đưa ra đi không bao giờ trở lại luôn. Tiền này là tiền của tôi, đưa đây cho tôi. Còn tiền của ông nó chưa có trả, hiểu chưa? Vô, ngủ. Vậy kỳ vậy trời. Mừng Tết đến ta lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Tài Hiền. Tài phải không? Hiền đúng không? Trời đất ơi. Khỏe không? Khỏe quá trời luôn. Lúc này phát trướng dữ ha. Trời nay lên Sài Gòn cái quên hết bạn bè rồi. Nè nha, quên nó đâu mà quên. Quên hết trơn rồi còn gì nữa đâu. Tôi vừa định đi về nhà cất đồ xong là đi qua kiếm ông nhậu. Ủa thiệt luôn hả? Rõ ràng. Trời ơi vui vậy ta. Lúc này sao? Lúc này công việc ông sao? Trời công việc làm gì đâu. Rảnh. Rảnh lắm. Là không có làm gì luôn hả? Ừ, dạo này ở không. Trời đi vòng vòng gì tối ngày có làm gì đâu. Rảnh lắm. Hôm nay là tôi thấy ông mập lắm rồi đó. Ừ, đi vòng vòng ăn trực riết á. Bữa nay mình làm mấy chai trời. Không ấy bây giờ tôi về cất đồ xong rồi, không ấy ông qua nhà tôi nhậu luôn đi. Qua nhà ông hả? Ừ. Qua. Thôi. Qua nhà ông phiền ba má ông lắm. Tôi cũng ngại lắm ông ơi. Thôi, mất cái gì phiền. Ngại. Từ xưa tới giờ tôi với ông chơi với nhau, hai anh em mình nhậu nhẹt tùm lum qua nhà tôi hoài có gì đâu. À, thôi phiền lắm, không ấy kiếm chỗ nào cái quán xá nào đi. Hả? Không mấy qua nhà ông đi. Ừ. Qua nhà tôi đi. Qua nhà tôi đi. Đi qua nhà tôi nhậu. Mà ông có tôi phải đi về nhà cái đã, quên nữa. Nếu là tôi mất trí nhớ sao á. Cứ nói nhậu nhậu cái là tôi cứ đi vậy đó. Tôi phải về nhà chào ba má tôi. Ờ vậy. Ừ, đi ông về chào ba má đi. Sao tự dưng tôi thấy ông bữa nay khác khác nha. Sao tự dưng mặt không bù bù vậy? Đâu có gì đâu, tại vì tôi thấy
Ông có nhà để về, có ba má để thăm chào hỏi xung vầy, cái tôi thấy trong lòng tôi nó... Trong lòng ông sao? Không có gì đâu. Ông đi đi. Nè nha, bây giờ là 30 Tết, mình phải vui vẻ lên, mình phải có năng lượng đồ vô chứ, tự dưng ông cứ như vậy là cả năm ông xui á. Không có gì đâu, tại vì thân tôi có một mình à, rồi ba má mất sớm, học hành cũng hơn ai, rồi ai kêu gì làm đó. Thôi, ông đừng có nói nhiều nữa, cái gì mà cứ bi quan hoài à. Tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ á, nếu mà mình ở một mình thì mình buồn, thì bây giờ mình cưới vợ đi. Ôi giời, cưới vợ về là làm hại con gái ta thêm chứ làm gì. Khổ con ta, thân tôi đã nói rồi, không có việc làm, rồi học hành có tới đâu. Giờ về không có ai hết, rồi còn thiếu nợ người ta nữa, là tối ngày người ta lợi, người ta dí, người ta hâm dọ. Khoan, ông dừng lại, ông nói gì? Ông thiếu nợ người ta nữa hả? Ông đi mượn nợ ai nữa vậy? Thì kỳ ba má tôi mất rồi, hôm bữa ba má tôi có về báo mộng. Ba má tôi muốn có một cái mộ đàng hoàng, cái tôi xây, cái tôi mới mượn người ta 20 triệu rồi, giờ không có tiền trả. Cái gì ta hâm dọ, ta đòi đánh, ta xí nhục. Thôi. Nè, bây giờ nè, ông cầm 10 triệu này, 10 triệu này cầm trước đi, trả nợ cho anh ta. Rồi đây á, 5 triệu á, ông xài đi, rồi mới mốt á, làm có tiền rồi gửi lại tôi. Tôi được cái anh em bạn bè giúp được gì tôi giúp. Thôi, ông cứ tính vậy hoài à. Xin tôi ra là ba mẹ ông. Thôi, không có ôm nữa. Bây giờ tôi đi về nhà. Bây giờ tôi đi về liền. Tôi về xong rồi tí nữa tôi qua tôi kiếm ông nha. Tôi làm mồi của Hoành Trang, đại ông. Trời ơi, Quý Dân đã phù hộ rồi. Quý Dân đã phù hộ tôi rồi. Tôi nghe là tôi ngồi để canh thế nào nó cũng về, không để nó đi nó chết luôn. Tôi thủ sẵn hai cái ghế rồi, một lát nó xuất hiện tôi phóng một phát một là ngay cái giò, gãi giò liền. Dám quỵt tiền tôi. Ta trên đường đi về nhà. Ta trên đường đi về nhà. Ta trên đường hả mày? Gì? Thoải mái quá ha, ca rồi hát nghiêu ngao ha. Sao tự nhiên con làm vậy? Sao tự nhiên được mày? Ông xích ra đây. Sao tự nhiên được? Cuối cùng á, vợ chồng tao đó cũng canh cũng bắt được mày. Mày biết vợ chồng tao ngồi đây 3 ngày 3 đêm mà không ăn không ngủ luôn. Cất công đem hai cái ghế ngồi, tao nói mày phóng ra một cái, tao thải cái ghế là gãy cái giò mày liền. Nè, trốn hả con? Ai sao mày dám lừa đảo tao hả? Con có lừa đảo ai đâu. Trời đất ơi, mày nói ngộ không? Mày mượn tiền của tao. Mày nói mày đi làm ăn, mà mày có làm ăn gì đâu. Mày đi chơi giờ này mày còn ca nghiêu ngao đi cao kê được không hả? Ông bên kia, ông nghe chưa? Ăn nhậu bên kia ca đã rồi mới lon ton về nè, phải không? Không, con đi ngang rồi bên đó thấy con người ta vui quá, người ta bật nhạc lên cho vui. Nín mày à, mày mượn tiền tao, mày nói mày đi làm ăn, mà mày không có làm ăn đó, rồi mày mượn tiền bả để mày trả lại tao. Là sao mình, sao mày nói tao nghe coi hả? Con đi làm ăn thiệt, con đâu có lừa gạt ai đâu trời. Thôi đúng rồi, nó làm ăn mà ông, nó làm ăn giật á, nó mượn tiền ông, nó làm ăn cái nó giật xong cái nó quay qua nó mượn tiền tôi để nó trả cho ông. Ê mày, tao thương mày, tao nghĩ hàng xóm láng giềng, tao thấy mày bệnh hoạn, mày nói mày bệnh tao cho mượn, ai giờ mày lừa gạt tao. Ê ho phải không? Con bệnh nặng lắm, con bệnh nặng lắm. Đúng tao ra. Bây giờ bệnh đúng không? Đằng nào vô bệnh viện tao phóng một cái. Hết bệnh rồi. Con là người có uy tín. Con mượn là con phải trả. Trả mày. Con thiếu nợ là con phải trả. Nói nhiều quá, trả tiền đi. Thiếu nợ dai thiệt, nhưng mà không có xù ai hết. Chắc chắn là phải trả thôi. Rồi trả tiền chưa? Trả đi. Trả đi, còn không đó là vợ chồng tao ở đây dứt khoát ăn Tết với mày luôn. Đón cho thừa với mày luôn. Ông nhà con không có đủ nuôi hay đâu. Đây nè, con mới mượn được 10 triệu nè, người uy tín trả đàng hoàng. Ông nhịn nó lại, tôi phải đếm cho đủ 10 triệu. Được rồi, đủ rồi đó. Ông, tính là thằng này nó cũng uy tín chứ. Tự nhiên tôi thấy vợ mặt nó tôi thấy thương lại chứ. Con người uy tín xưa giờ, con người làm ăn đàng hoàng, người chân chính lịch sự, bận đồ không bận. Thôi, chú biết rồi. Dạ, biết rồi, lịch sự đàng hoàng. Uy tín đàng hoàng. Mấy, dạ. Ừ, vậy thôi. Lấy được tiền rồi thì cũng gần Tết rồi, thôi để gom. Về đi, về ăn Tết đi. Ở đây.
Trời ơi. Rồi. Ở đây. Rồi, cảm ơn con nha. Vui quá, nhà kế bên. Rồi, về nha. Ở lần Tết mạnh dạ nha. Ừ. Về ông ơi. Trời. Rồi nợ chứ đâu. Đi công chuyện quan trọng con biết không? Cuối năm rồi nhiều chuyện lắm. Bây giờ nào? Thôi bây giờ vô tắm rửa đi rồi má nấu gì coi cho con ăn ha. Bây giờ con có hẹn với bạn rồi. Để con chạy qua nhà bạn có công việc gấp nha. Ủa? Mới về đi liền hả? Dạ tía. Tại con có tin vui cho tía với má. Bà nó chen một cái một mà che hết bầu trời thì chứ. Nó có tin vui kìa. Vui gì nó má nghe coi. Tin vui là chắc là Tết năm nay tía với má có con dâu á. Trời ơi, có con dâu ông ơi. Ê, nhỏ đó nó làm sao? Cao to dạm dở, có mập như má ông hay ốm như cây sậy, nó học hành sao con nhà ai năm nay vậy? Thôi. Bà hỏi cái gì bà cũng hỏi từ từ để cho nhỏ trả lời. Bà làm gì bà nổ nguyên một giây sao mà ai trả lời kịp. Mày nói cái gì nói cho lẹ đi rồi đi biết không? Chứ mày đứng đây đó, bà ca bài ca con cá tao nói thiệt mày tới sáng luôn đó. Tôi nôn mà ông kỳ. Thì nói chung là nói mấy bữa nữa con dẫn bạn gái con ra mắt tía với má. Không ấy con đi nha má. Đi nha tía. Ê ôi trời đất ơi, chạy theo nó đi rồi hỏi chuyện cho tới sáng luôn. Ông mắc cười quá à, nó đứng đây thì rễ cho nó nói đi rồi kêu nó đi làm gì vậy. Đúng thiệt te rẹt giống nhau y chang. Bực bội quá. Trời ơi, bước vô cửa buồn đầy nhóc luôn. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hớ 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 hớ, hò hớ trước chân sau sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương nam vui lắm à nghe.